Nga đã sơ tán một phần cư dân ở tỉnh Belgorod gần biên giới với Ukraine và yêu cầu sơ tán thêm sau nhiều cuộc không kích của Ukraine. Trước đó, thống đốc vùng Belgorod, ông Gradkov cho biết đã nhận được 1.300 yêu cầu gửi trẻ em Belgorod đến các trường cách xa thành phố ở các khu vực an toàn khác. Cuộc sơ tán diễn ra khi Nga và Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau bằng máy bay không người lái và tên lửa. Vào ngày 8 tháng 1, Ukraine loan tin Nga phóng hơn 50 tên lửa và máy bay không người lái vào đầu giờ sáng cùng ngày. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 10 quả đạn pháo phản lực Vampire của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod. Cũng trong ngày 8 tháng 1, theo các hãng thông tấn, một vụ nổ xảy ra trên đoạn đường sắt ở vùng Ural của Nga. Kênh Telegram Baza cho biết, vụ nổ đường sắt xảy ra gần ga San Donato, vốn nằm bên một kho chứa dầu. Theo thông tin đăng tải trên các kênh Telegram địa phương, vụ nổ đã làm một toa tàu hư hỏng. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thiết bị nổ khác được gắn nam châm vào một toa tàu ở gần đó. Vụ nổ không gây ra thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Đến nay, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Như thường lệ, Ukraine không bình luận về các cuộc tấn công trên đất Nga. Vào tháng trước, một nguồn tin Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng cơ quan tình báo nội địa Ukraine đã cho nổ trên một tuyến đường sắt nằm sâu trong vùng Siberia của Nga.